Quý cô bác và anh chị kính mến, thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác anh chị trong chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Lời đầu tiên thay mặt cho những người làm chương trình, xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác anh chị sức khỏe, bình an, vạn sự an khang, tấn tài tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỉ đăng ký kênh, ấn chuông để đón xem được những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Và quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở bên phía dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi xin chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là tử vi chọn đời cho người tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970, từ sau năm 54 tuổi, cần biết điều này, tránh họa đắc phúc, giàu sang cho đến hết trọn cuộc đời. Giới tử vi tiết lộ bí ẩn cuộc đời tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970, về gia lộc tự đến, đổi đời giàu sang, tiền vàng xếp chật két, nếu biết được điều này. Thưa quý vị anh chị tuổi Canh Tuất, đã bao giờ anh chị tự hỏi cuộc sống này sao quá nhiều bất công? Đôi khi chúng ta bị đối xử một cách bất công, như khi đi làm bị đồng nghiệp chèn ép, gièm pha, hãm hại, khi về già cũng chẳng yên thân. Con cái thì tranh nhau giành miếng đất, căn nhà, chỉ muốn mình nhận phần hơn, hay như khi bạn cố gắng rất nhiều, nhưng bạn lại không thể đạt được những thứ mà mình mong muốn, trong khi người khác lại dễ dàng có được mọi thứ, với lý do đơn giản là xuất phát điểm của họ cao hơn bạn. Bạn vô cùng tuyệt vọng và buồn bực, bạn oán trách cuộc sống không công bằng và luôn gây căng thẳng cho chính bản thân cũng như những người xung quanh bạn. Tuy nhiên, sông có khúc, người có lúc, cuộc sống vốn dĩ có lúc thăng, lúc trầm, không ai giàu mãi, cũng chẳng ai mãi nghèo. Đặc biệt thời điểm tới đây là một trong những giai đoạn cực kỳ căng thẳng của Canh Tuất. Nếu không đề phòng và chú ý về các vấn đề của mình thì bản mệnh đại hạn triền miên, tài lộc đi hết, hơn nữa còn có thể gặp nạn không tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, sau cơn mưa luôn có những tia nắng ấm áp, nếu sau 54 tuổi biết nắm bắt và tận dụng những căn cơ được tiết lộ thì có thể chuyển họa thành phúc, giàu lên nhanh chóng, khỏe mạnh thần kỳ, ai cũng phát hờn ghen tị. Vậy thiên cơ đó là gì? Tương lai người tuổi Canh Tuất sẽ biến động ra sao? Tất cả sẽ được giải đáp chi tiết ngay sau đây. Theo tử vi tiết lộ, bí ẩn cuộc đời tuổi Canh Tuất sinh năm 1970, về gia lộc tự đến, đổi đời giàu sang, tiền vàng xếp chặt két, nếu biết được điều này. Quý vị thân mến, những người tuổi Tuất thường là người chính trực, thành thực và có lòng chính nghĩa. Họ luôn làm việc trượng nghĩa giúp người và vì số đông để đòi hỏi công bằng, thành thật, thẳng thắn với mọi người, không hống hách với người và cũng thích can thiệp bênh vực người yếu thế, vui vẻ chia sẻ những buồn vui của mọi người. Vì thế người tuổi Tuất thường rất gần gũi, hòa thuận với mọi người. Nếu như bạn có một người thân là tuổi Tuất, bạn sẽ thường xuyên có cảm nhận như sau. Khi bạn gặp hoạn nạn, bạn tìm đến và yêu cầu giúp đỡ. Thậm chí chỉ cần gọi một cuộc điện thoại, ban đầu người tuổi Tuất sẽ đắn đo, nhưng sau khi biết sự nhờ vả là cần thiết, họ sẽ không ngần ngại dốc toàn bộ tâm sức để giúp bạn. Đôi khi người tuổi Tuất còn xem trọng quyền lợi, lợi ích của người khác hơn chính lợi ích của mình, và đó chính là bản tính của những người tuổi Tuất. Giống như những người bạn tuổi Dần, khi người tuổi Tuất cảm thấy không thoải mái, họ không bao giờ thể hiện một cách cầu thả, thái độ họ rất bực tức, bức bối, nhưng sau trận lôi đình, lập tức bình tĩnh. Các bạn phải biết rằng người tuổi Tuất không tức giận, nóng vội, mà họ tức giận vì lỗi lầm và thông thường mọi việc sau khi trôi qua, họ không còn lưu giữ sự hận thù trong lòng. Là người tuổi Tuất thường nhân từ và nghĩa hiệp, sở trường lớn nhất của những người tuổi Tuất là làm việc hết mình, đầy lòng trách nhiệm, rất đáng tin cậy. Làm việc hay trong sự nghiệp không bao giờ bỏ gánh giữa chừng và điều may mắn là sự nghiệp của những người tuổi Tuất theo đuổi thường là cao thượng có giá trị. Những người tuổi Tuất là hóa thân của công việc nghiêm túc, trung thành với nghề nghiệp, vì thế trong công việc thành tích của những người tuổi Tuất rất cao. Với những đặc trưng, tính cách của người tuổi Tuất như trên trình bày, chúng ta biết họ không phải là những người theo chủ nghĩa vật chất, cũng không phải là những người thủ cựu lối mòn, hành vi và lời nói của họ cho thấy họ là những người rất thực tế. Tàng ẩn bên trong của sự biểu hiện thực tế, bên ngoài là một tấm lòng nhiệt huyết, họ là người luôn quan sát cuộc sống và người xung quanh bằng lý trí. Chính vì thế, trong một số điều kiện cụ thể, không phải lúc nào cũng có thể hy vọng họ đứng ra bênh vực như những luật sư trước tòa để bảo vệ bạn. Tính cách thiên bẩm của họ trong những tình huống cụ thể đó là né tránh, bởi vì né tránh để bảo vệ bản thân là nhiệm vụ quan trọng nhất. Mọi người khi quan hệ với họ cũng phải bỏ ra những điều tương ứng mới có được sự tin tưởng của họ. Tuy rằng người tuổi Tuất vốn được mệnh danh là người trượng nghĩa, ghét thói hư ở đời, nhưng đằng sau ưu điểm đó
lại thể hiện một cá tính cực đoan, cố chấp vì bản tính cẩn thận, có tâm lý cảnh giác cao, không dễ dàng tin người khác, thường dùng ánh mắt nghi ngờ đối với người xung quanh. Mặt tốt của điều này là tránh được những khả năng ám hại bất ngờ, nhưng ngược lại có mặt xấu, lại là nguyên nhân cản trở sự phát triển sự nghiệp của bản thân. Đồng thời, những người tuổi Tuất cũng có thói quen dùng quan điểm của mình để xác nhận sự vật khách quan, đương nhiên sẽ có thói quen bảo thủ ý kiến của mình. Rất khó nghe theo ý kiến của người khác, dù ý kiến họ chính xác cũng vậy, cũng có thể người tuổi Tuất không chịu thừa nhận, họ thích dùng phương pháp nhị phân để phân loại đối tượng, hoặc là bạn bè, hoặc là đối thủ, không có khái niệm trung hòa, giao thiệp với người khác, họ thường có thói quen làm rõ họ là bạn hay thù. Đương nhiên, những kết luận của họ không phải là vô duyên, vô cớ, nhưng khi họ đã có quyết định đối với người khác thì rất khó thay đổi quyết định đó. Những đặc điểm đó đã khiến mọi người luôn cảm thấy người tuổi Tuất hành sự quá lý trí, đôi khi còn gợi một cảm giác lạnh lùng, làm cho họ cho rằng đó là thái độ biểu hiện tự ngã. Thực chất, đó chỉ là đặc tính, cá tính bẩm sinh của họ mà thôi. Dù là trong gia đình phương Tây hay phương Đông, nếu có một người bạn tuổi Tuất thì đó vẫn là một điều tốt. Họ giúp bạn nhận thức rất lý trí về cuộc sống, đương nhiên lại có điểm khuyết là năng lực linh hoạt, tùy cơ không giỏi đối phó với những tình huống bất ngờ. Đây không hẳn là bẩm tính phổ thông, mà nó chỉ là khuyết điểm của họ mà thôi. Người tuổi Tuất vốn tính lanh lợi, khả năng nhận thức trực giác đối tượng rất tốt, đôi khi chỉ cần một ấn tượng ban đầu là có thể nhận xét đối phương khá tinh tế. Đương nhiên, nhận xét đó vẫn là dựa vào tư duy lý trí, đặc điểm đó vẫn được coi là một trực cảm linh mẫn, có khả năng nhận xét đúng sai, cong thẳng về sự vật trên cơ bản là rất chính xác. Nhưng khuyên bạn không nên quá tin vào khả năng trực giác đó, sẽ khiến mất đi những mối quan hệ với đối tượng thực sự, tài năng và trí tuệ, nhưng lại có thói quen vờ câm vờ điếc. Cần phải nhận xét một cách nghiêm túc về những người tuổi Tuất, chỉ cần bạn nhìn qua một vài lần, họ và những người khác nảy sinh xung đột sẽ hiểu ngay vấn đề. Khi mà người tuổi Tuất nhận định người khác xúc phạm đến danh dự hay xâm hại đến lợi ích của họ, họ nhất định sẽ dũng cảm chiến đấu đến cùng, quyết không lùi bước, không có bất kỳ cách gì cản trở họ. Người tuổi Tuất có thể làm các công việc như trong quân đội, có thể là một giáo viên giỏi, một luật sư tài năng, một thẩm phán anh minh, một thầy thuốc giỏi, hoặc một nhà quản lý vận tải, nhưng hợp nhất vẫn là một công tố viên hay những kỹ sư công nghệ, điện tử, những nghề mà cần một khả năng nhẫn nại, nhất định là thích hợp nhất. Các cô gái tuổi Tuất rất nhiệt tình trong giao tiếp, dung mạo xinh đẹp. Những người tuổi Tuất nếu là những phụ nữ trưởng thành thường có khả năng tư duy rất tốt, thích đẹp, nhưng ăn mặc lại rất chất phát, thích mặc những loại quần áo rộng bằng các chất liệu mềm thoáng. Khi họ tức giận thì đứng ngồi không yên. Phần lớn những người phụ nữ tuổi Tuất rất biết quan tâm chăm sóc người khác, vui vẻ, hợp tác cùng mọi người và có thể hay đứng ra làm chứng những việc mà không ảnh hưởng đến lợi ích của bản thân họ. Họ là những cô gái thích nhảy múa, bơi lội hay những hoạt động ngoài trời. Họ là người bạn gái, người vợ tốt của chồng. Nguyên nhân chủ yếu để họ làm được điều đó là không can thiệp thái quá vào công việc của người khác, nhưng lại vui vẻ lắng nghe người khác trình bày quan điểm. Phụ nữ tuổi Canh Tuất khi đối xử với người khác thể hiện đức tính luôn hòa hợp, vui vẻ, nhẹ nhàng, tiếp cận và hòa đồng trong tình hữu nghị của mọi người. Khi bạn tiếp xúc với phụ nữ tuổi Tuất, có thể đến thăm nhà của họ, cùng họ uống trà, nói chuyện, ngược lại có thể mời họ đến nhà bạn chơi. Trong các quan hệ bình thường có thể dần dần hiểu nhau, vui vẻ cùng nhau kết bạn chân thành. Bạn phải nhớ rằng, ở đâu đó trong tiềm thức, những người tuổi Tuất luôn tiềm ẩn tính cảnh giác. Vì thế trong quan hệ, bạn tuyệt đối không được hấp tấp, vội vàng. Phương thức tốt nhất là tuân thủ từng bước, dần dần đẩy sâu mối quan hệ. Khi bạn đã có được niềm tin của cô gái tuổi Tuất, trở thành người bạn tri âm, tri kỷ, dù sau đó bạn có thể gặp bất cứ hoàn cảnh nào, phá sản hay phát tài, họ cũng không bao giờ quay lưng thay đổi tình bạn. Rất ít phụ nữ ở các tuổi khác có thể bì được tính chân thành, trung thực với các cô gái tuổi Tuất. Những người con trai tuổi Tuất là những người có khí phách sung mãn. Khi người tuổi Tuất lâm vào những hoàn cảnh bất khả kháng, họ cũng rất khéo thông qua ý kiến của mình để tác động đến người khác, bởi vì từ đáy lòng, làm việc rất nghiêm túc, những việc được người khác giao phó. Chỉ cần những việc nằm trong phạm vi trách nhiệm của họ, họ sẵn sàng giúp đỡ người khác. Khuyết điểm của con trai tuổi Tuất là kém sức nhẫn nại. Về phương diện tình cảm, thì người tuổi Tuất kết thân, kết duyên với người tuổi Ngọ, tuổi Dần, có thể thả mình trong những mối quan hệ nồng nhiệt. Những người tuổi Tuất có thể trầm mặc, âm thầm yêu thương người mình thương yêu và luôn quan tâm chăm sóc ở những phương diện khác. Con trai tuổi Tuất đặc biệt rất khó tin tưởng người khác, nhưng khi đã tin tưởng rồi thì họ không bao giờ tiết giảm niềm tin đó. Niềm tin đó đối với bạn bè họ thể hiện ở chỗ, nếu bạn vô tình xúc phạm đến những người bạn của người tuổi Tuất, bạn sẽ lập tức được chứng kiến phản ứng của những người tuổi Tuất.
Những người tuổi Tuất sinh về đêm thường nóng tính hơn những người sinh ban ngày, họ thường dễ sinh xung đột với người khác. Những người tuổi Tuất dù sinh vào bất cứ mùa sinh nào cũng thường được thuận lợi trong cuộc sống, cả đời không mấy khi phải rơi vào hoàn cảnh đói ăn, thiếu mặc. Nói chung, những người tuổi Canh Tuất rất đáng được kết bạn bởi vì họ là những người chân thành, thẳng thắn. Cuối cùng xin nhắc bạn một điều, người tuổi Tuất luôn cảm thấy khó hiểu với tính cách của những người tuổi Dậu, dễ mâu thuẫn nhất và mất niềm tin nhất đối với những người tuổi Thìn. Đối với những người tuổi Ngọ, Tỵ, Thân, Hợi và cả những người tuổi Tuất khác, có thể đôi khi nảy sinh mâu thuẫn, nhưng đó chỉ là những va chạm nhỏ, không ảnh hưởng gì đến quan hệ. Mong rằng những người tuổi Tuất có thể khắc phục được những nhược điểm của tính cách. Thế giới này luôn luôn nhiệt tình hoan nghênh, được kết bạn với những người như bạn. Theo luận đoán tử vi chọn đời 12 con giáp, nhìn chung cuộc đời tuổi Canh Tuất là tốt, số an nhàn, sung túc, về già hưởng nhiều lộc con cháu, được phước đức từ tổ tiên. Về phương diện sự nghiệp của người tuổi Canh Tuất, sự nghiệp Canh Tuất ở mức khá, tiền vận tuy có khó khăn, nhưng từ trung vận đã có sự nghiệp, gia đạo vững vàng, ngày càng phát triển. Hậu vận danh lộc tăng cao, cuộc sống có nhiều may mắn, có người trở thành chủ nhân, có tiền, có tiếng, tuổi già con cháu đông đầy, gia đình hưng thịnh. Người tuổi Canh Tuất có cuộc đời mạnh mẽ, về sự nghiệp đi đôi với tiền tài, càng về sau càng làm ăn phát triển thịnh vượng, sự nghiệp cũng thăng hoa. Vốn là những người thông minh, hiểu thiên cơ, lại được trang bị kiến thức, nên trong hoàn cảnh nào, họ cũng làm ra tiền bạc và hoàn thành công việc được giao một cách xuất sắc. Đối với người tuổi Canh Tuất làm nghề kinh doanh, buôn bán, tuy bận rộn lo toan vất vả, song lộc đến khá lớn, trong đầu tư kinh doanh, phải kiên trì tích lũy, tích tiểu thành đại mới thành công. Trong công việc họ luôn biết lắng nghe và tiếp thu ý kiến của người khác, điều này giúp họ có thêm nhiều kinh nghiệm, cũng như tránh được sai sót không đáng có, dù biết lắng nghe. Nhưng không ít người tuổi Tuất có tinh thần tự lập, cũng như khả năng làm việc độc lập rất cao. Chính vì vậy, họ có thể đứng vững trên đôi chân của mình bằng ý chí, sức lực và tài năng. Cuộc đời của những người tuổi Canh Tuất cũng gặp nhiều gian truân, khổ ải mới thành đạt, là người có ý chí, chịu khó, chịu khổ, cố gắng phấn đấu để vươn lên, không sớm thì muộn cũng đạt được ước vọng. Lời nhắc mệnh cho người tuổi Canh Tuất mưu cầu hạnh phúc, thành đạt trong cuộc đời phải chú ý ngăn ngừa, khống chế các nhược điểm sau đây. Đề phòng khuynh hướng mù quáng trong kinh doanh, tránh ngoan cố, bảo thủ, nên lắng nghe ý kiến của người khác. Khi kết bạn phải có thời gian kiểm nghiệm quan sát, tránh vội vã sẽ mang vạ vào thân, tránh sĩ diện khi làm việc sai sót, lại không dám nhìn thẳng vào sự thật để rút ra bài học. Nhìn chung, người tuổi Canh Tuất không mấy nhàn hạ mà phải lao động cật lực mới có được, song nỗ lực hơn nửa đời cuối cùng, từ sau 40 tuổi cũng có chỗ đứng vững chắc. Bởi số khổ trước sướng sau, nên nửa đầu trung vận vẫn chỉ đủ ăn tiêu hoặc dư giả chút đỉnh, nhưng từ nửa sau trung vận và hậu vận, may mắn ùn kéo tới, làm ăn phát đạt, đầu tư một thu lời 10, tiếng tăm lẫy lừng, khiến mọi người ai cũng kính trọng nể phục. Về phương diện tài lộc của tuổi Canh Tuất, theo tử vi chọn đời, phương diện tài lộc của tuổi Canh Tuất khá tốt, lúc còn trẻ khó khăn, nhưng vì chăm chỉ vẫn đủ ăn, đủ tiêu, tuy nhiên cũng vào khoảng 35 tuổi trở đi, thì vấn đề tiền tài mới có cơ hội phát triển và đi lên, càng về sau gặp nhiều cơ may, nên tài lộc vượng phát, có nhiều mối làm ăn thu lời lớn. Nhưng con giáp này nếu muốn tài lộc dồi dào hơn, cần phải biết cách chi tiêu, đầu tư, dùng tiền vào chỗ cần dùng. Không được tiếc rẻ, càng không được tiết kiệm, không phải lối, rồi tiền bạc sẽ tự sinh sôi nảy nở, buộc dây dài mới bắt được cá to. Tuổi Canh Tuất có lộc, nên dù làm nghề gì hay tự kinh doanh, họ cũng có duyên với tiền bạc, tài sản dễ giàu có, nhất là vào giai đoạn trung niên trở đi, hậu vận sung túc và cát lợi vô cùng. Về điền sản, người tuổi Canh Tuất nhờ tích lũy mà sẽ có nhà cửa khang trang, có người nhờ gia sản tổ tiên để lại, có người nhờ chồng con mà có. Về sau con cái công danh thành tài đều giàu có, tuổi Canh Tuất cũng được nhờ cậy, tài sản cứ ngày một tăng, cuộc đời về già không phải lo nghĩ về tiền bạc, thảnh thơi an nhàn. Những tuổi hợp làm ăn. Theo luận đoán tử vi, Canh Tuất nên lựa những tuổi này làm ăn thì có kết quả tốt đẹp về tiền bạc, đó là những tuổi Canh Tuất, Bính Thìn, Kỷ Mùi, vì đây là những tuổi rất hợp với tuổi bạn. Những tuổi Đại Kỵ, Canh Tuất không nên hùn hạp làm ăn với các tuổi, đó là tuổi Giáp Tý, Ất Sửu, Canh Ngọ, Bính Tý, Đinh Sửu và Mậu Ngọ, đây là những tuổi khắc kỵ với bạn về đường tài lộc mà còn khắc kỵ về cả mặt tình cảm nữa. Về phương diện tình cảm, gia đạo. Những người tuổi Tuất thường là người hướng nội, nếu không phải bị trêu chọc, bực tức thì rất ít biểu lộ tâm lý tình cảm ra ngoài. Đồng thời cũng có bản tính cố chấp, có lẽ đó là do không mấy được thuận lợi trong chuyện tình cảm. Vì thế, nếu bạn là người tuổi Tuất, nếu cố chấp thì chỉ khiến bạn thêm phiền não mà thôi,
Nếu tình cảm không được biểu lộ thì chắc chắn bạn phải để trong lòng, như vậy tuyệt đối không tốt cho ngay chính bản thân bạn. Vì thế, khi bước vào chuyện tình cảm, bạn cần phải khắc phục nhược điểm này, phải giải phóng tư tưởng, tình cảm. Những người tuổi Tuất đối với chuyện tình cảm tuy rất khắc khổ với bản thân, nhưng với bản tính của mình, về hành động và lời nói lại có biểu hiện không bình thường, luôn trượng nghĩa giúp người, công kích đối với những chuyện không công bằng, giao thiệp thì trung thực, thẳng thắn. Những ưu điểm này lại có thể khiến phái yếu quan tâm, đặc biệt là bản tính trung thành, giúp người không tiếc thân, luôn khiến các cô gái ngưỡng mộ chân thành, đặc biệt là sự ngưỡng mộ của các cô gái điềm đạm thích sự ổn định. Bởi vì những mẫu phụ nữ này có mong muốn cả đời đó là một gia đình đầm ấm, yên bình, như vậy người tuổi Tuất chính là mẫu người lý tưởng của họ. Phụ nữ tuổi Canh Tuất không phải là những cô gái lãng mạn trong tình yêu, điều đó cho thấy bản tính hướng nội, có xu hướng cô độc gây ảnh hưởng. Nếu như có một ngày bỗng gặp phải một tình yêu bốc lửa thì cũng chỉ là một thoáng mây bay, sau đó rất dễ đông tây, mỗi người mỗi ngả. Vì thế, các bạn nữ tuổi Tuất phải đặc biệt chú ý đến đặc điểm tính cách ưa cô độc của mình, tính cách đó khi được biểu hiện ra ngoài, khiến đối tượng của mình cảm thấy bị tổn thương vì thái độ có vẻ như lãnh đạm, tạo cảm giác cho người ngưỡng mộ mình một cảm giác rất khó xử. Mặc dù thái độ của bạn với chuyện tình cảm rất chân thành, những phiền muộn do điều đó đem lại cho bạn thực sự khiến bạn phải phản tình. Điều đó thực sự không phải là lỗi do khách quan đem lại, bởi vì ai chẳng có mong muốn nắm trong tay một tình yêu lãng mạn và bốc lửa. Tuy rằng trong tình yêu, những người phụ nữ tuổi Canh Tuất không được thuận lợi, nhưng trong hôn nhân, họ lại thường có được những người chồng tốt, trung tình, nhiệt thành với đối phương. Việc lựa chọn một người bạn đời tuổi Tuất là quyết định rất sáng suốt. Ngoài những người có tính cách như người tuổi Dậu, tuổi Thìn, còn lại những người có năm sinh khác đều có thể kết hợp được với phụ nữ tuổi Tuất. Quan niệm về gia đình của đàn ông tuổi Tuất rất được coi trọng. Người khác tuyệt đối không nên xúc phạm đến gia đình của người tuổi Tuất. Đương nhiên, nếu bạn muốn nếm trải sự căm hận, công kích và không ngại cái giá phải trả là bao nhiêu thì có thể tiến hành tạo dựng gia đình. Với một người sinh năm Tuất tương đối ổn định, thiên tính bẩm sinh của người tuổi Tuất là hiểu người gần gũi với mọi người. Điều này thể hiện rất rõ trong phong cách sống của người tuổi Tuất. Họ có những tình cảm bao dung đối với người khác, đặc biệt là đối với vợ con họ. Họ đối với bạn đời tương đối thoải mái. Điều đáng lạ nhất là những bản tính cố chấp thiên bẩm của họ. Sau khi kết hôn dần dần mờ nhạt, họ có thể hiểu và thông cảm được những tính cách của vợ. Tình cảm nồng ấm của gia đình có thể là nguyên nhân giúp họ thay đổi tính cách. Nhưng ở một góc nào đó, họ vẫn không thể nào chấp nhận nổi sự hấp tấp, bề nổi hay một phương thức sống hời hợt hư ảo. Họ không có thói quen trước đám đông, phát biểu ý kiến chủ quan. Tính cách hướng nội trong hôn nhân như con dao hai lưỡi, một mặt sẽ khiến cho người vợ không hiểu nổi hết tình cảm trong lòng chồng. Từ đó nó có thể là nguyên nhân tiềm ẩn của mâu thuẫn vợ chồng. Nhưng mặt khác lại thể hiện bản thân mình không có chú ý, điều đó cho thấy mình tôn trọng đối phương và đó lại được mọi người cho rằng im lặng là vàng. Những người sinh năm Tuất có thể kết hợp với những người tuổi Dần, Mão, Ngọ, dù tính cách và khí chất thế nào, thì cả hai bên đều rất hiệu quả trong điều chỉnh hành vi của mình. Có thể nói đó là được trời xếp đặt xe duyên, trong sự nghiệp và cuộc sống đều vô cùng thuận lợi. Nếu người tuổi Tuất kết hợp với người tuổi Thìn, Sửu, thì cuộc hôn nhân đó sẽ có nhiều mâu thuẫn, vận thế bình thường, nhưng cuối đời cũng được bình an. Về gia đạo lúc đầu nhiều đau khổ, nhưng sau cũng được yên bề gia thất. Tuy nhiên dù có hạnh phúc, nhưng cuộc sống thường xảy ra những mặc cảm, làm cho giữa tình cảm chồng và vợ không được hoàn toàn êm ấm cho lắm. Bạn nên bỏ qua những vấn đề cá nhân hay chuyện cũ trước đây để được an vui trong cuộc sống gia đình. Người tuổi Canh Tuất sống nội tâm, trừ những lần quá tức giận ra, họ rất ít khi để lộ tâm tư của mình ra ngoài, đồng thời họ còn có tính cố chấp bẩm sinh. Những nhân tố này sẽ có một số bất lợi trong đường tình cảm, tính cố chấp luôn đem lại phiền muộn cho họ. Họ lại là người không muốn để lộ tâm tư nên chỉ có thể giữ phiền muộn lại trong lòng. Những người tuổi Canh Tuất nên tâm sự nửa kia, cố gắng mở rộng tâm tư tình cảm của mình. Người tuổi Canh Tuất sau khi kết hôn sẽ có được gia đình bình an, hạnh phúc. Trong đời sống gia đình, họ rất biết quan tâm và chăm lo tới những người xung quanh. Do vậy mà mọi người ít khi xảy ra mâu thuẫn, va chạm, họ được các thành viên trong gia đình quý trọng, nể phục. Con cái cũng được họ nuôi dưỡng tốt, dạy bảo thành tài, về sau được nhờ cậy nhiều. Về phương diện sức khỏe, xem tử vi chọn đời cho thấy tuổi Canh Tuất may mắn không có nhiều vấn đề nghiêm trọng, chủ yếu là các bệnh như đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ, do áp lực cuộc sống và nhiều phiền muộn lo nghĩ nhiều. Nhưng rất may là các vấn đề sức khỏe này đều có thể được giải quyết nếu bản mệnh có chế độ nghỉ ngơi, ăn uống hợp lý và khoa học, dành nhiều thời gian thư giãn, tĩnh tâm và rèn luyện sức khỏe. Sinh vào mùa thu và các tháng giao mùa là hợp mùa sinh, ít đau ốm hơn. Tuy nhiên, Canh Tuất có nhiều kim tính trong tuổi,
Khi kim vượng hay suy, thiếu chất hỏa kiềm chế, các bộ phận như phổi, ruột dễ bị suy yếu nên lưu ý hơn. Đặc biệt, trong giai đoạn từ trung vận trở đi, Canh Tuất cũng có nhiều dấu hiệu thay đổi của tuổi tác rõ rệt. Riêng phụ nữ tuổi Canh Tuất sẽ có nhiều thay đổi về da và cơ xương khớp, những vết nhăn, đồi mồi, sạm nám da và cả loãng xương sẽ xuất hiện nhiều hơn. Một số anh chị vì tâm lý phiền muộn còn dễ nảy sinh tâm lý bất ổn, dễ cáu giận hay stress, mất ngủ, đau đầu. Đối với nam giới thì cũng dễ mắc các bệnh thông thường như cảm cúm, viêm họng, viêm phế quản hay thậm chí bộc lộ nhiều bệnh tật như tiểu đường, tăng huyết áp, rối loạn lipid máu, thoái hóa khớp. Nhiều bệnh tật do tuổi trẻ không chăm sóc giữ gìn sức khỏe cũng là điều dễ hiểu, và do đó nguy cơ thiệt mạng khi ở độ tuổi ở bên kia sườn dốc là rất dễ xảy ra. Vì thế, ta cần biết và tin điều này để từ đó hiểu rõ tình hình về giai đoạn quan trọng này để sớm tìm cách cải thiện củng cố cho sức khỏe. Trước khi bước vào tuổi 55, khi làm được điều đó thì trong tương lai sức khỏe của chúng ta mới được đảm bảo. Bước sang tuổi 55 với Canh Tuất sẽ không có gì đáng sợ nữa. Người ta thường nói, qua giai đoạn này mà không gặp bệnh gì quá nặng thì cơ hội chúng ta sống thọ đến 100 tuổi là hoàn toàn có thể xảy ra. Do vậy, ta chỉ cần chú ý tốt hơn về sức khỏe cũng như lao động, cân bằng cuộc sống, hướng tới những điều tích cực, vui vẻ. Thay vì việc cầu khấn, nghĩ ngợi, hãy xây dựng và phát triển sở thích cá nhân, cuộc sống của bạn sẽ càng thêm đủ đầy, ý nghĩa. Và bây giờ là vận trình tử vi năm mới 2024, tức tuổi Canh Tuất 55 tuổi, và đặc biệt là cách hóa giải vận hạn cho tuổi Canh Tuất có một năm mới may mắn, bình an và giàu có. Đánh giá chung. Bước sang năm Giáp Thìn, tuổi Canh Tuất đối mặt với cục diện xung thái tuế, lại có nhiều hung tinh vây chiếu, nên vận trình năm 2024 của bản mệnh kém may. Dự đoán là một năm nhiều khó khăn, áp lực và biến động, công việc trục trặc liên miên, tiền bạc kiếm đã khó, lại dễ thâm hụt do hao tinh tác động. Sức khỏe giảm sút, tiêu hao không ít tiền bạc cho phương diện này, duy chỉ có tình cảm bình ổn, được sự hỗ trợ của gia đình, nên có chút an ủi phần nào. Đánh giá từng phương diện, công việc làm ăn trung bình, cục diện lưu niên đã không ủng hộ, lại thêm tình hình kinh tế suy thoái, người tuổi Tuất phải làm việc vất vả, áp lực hơn, công việc trục trặc, thậm chí có người phải nghỉ giữa chừng do bị cắt giảm nhân sự hoặc phải chuyển hướng làm ăn khác, chăn nuôi, trồng trọt, dễ bị mất mùa thất thu. Người làm công đỡ vất vả hơn là làm tư hay làm chủ vận có thiên ấn cát tinh nâng đỡ hoàn thành công việc. Nếu cố gắng cống hiến cũng vẫn còn không gian thăng tiến ít nhiều, tài lộc trung bình do nhiều hao tinh tác động, tiền bạc kiếm đã khó lại càng dễ bị tiêu tán. Công việc trục trặc khiến nguồn thu nhập chính bị ảnh hưởng, nên trăng tuổi Tuất chuyển hướng làm khác, ưu tiên phát triển thứ mình biết, giỏi hơn là thứ mình mong muốn, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn, thu nhập cũng từ đó mà được cải thiện. Làm ăn kinh doanh có thể bị cạnh tranh mạnh mẽ, không tìm cách đổi mới, khó mà trụ được, tiền bạc hao tán dần. Sức khỏe xấu phải chịu áp lực lớn từ công việc, miếng cơm manh áo khiến tinh thần đương số bất ổn, cảm xúc tiêu cực lấn át, cơ thể vì thế mà hao nhược. Đề phòng các bệnh ở cơ quan sinh sản, bệnh liên quan hệ tiêu hóa, đi đứng cẩn thận, phòng tránh họa huyết quang. Tình cảm gia đạo tốt, điểm sáng nhất trong năm là tình duyên cát lành, gia đạo hài hòa, là động lực vững vàng cho mệnh chủ, phấn đấu sự nghiệp hay tiền bạc bên ngoài. Các cặp đôi có được sự thấu hiểu, đồng cảm, san sẻ áp lực cuộc sống, người độc thân nếu chịu mở lòng cũng sẽ đón nhận mối lương duyên thú vị. Cách hóa giải vận hạn bằng phong thủy may mắn cho người tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970. 1. Chọn tuổi hợp làm ăn với Canh Tuất, sinh năm 1970. Tuổi Canh Tuất hợp với tuổi Dần và tuổi Ngọ, tam hợp quý nhân mang lại may mắn, tiền tài, phúc lộc, vì vậy tuổi Canh Tuất nên hợp tác, giao hảo với hai tuổi này để tăng hiệu quả trong việc làm ăn và nhận được nhiều may mắn trong cuộc sống. Người tuổi Canh Tuất kỵ nhất là tuổi Thìn, tuổi Mùi và tuổi Sửu, nếu kết hợp làm ăn với tuổi này, vận thế sẽ đi xuống nhiều. 2. Màu sắc hợp mệnh cho tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970. Người tuổi Canh Tuất mang mệnh kim, do đó màu sắc hợp mệnh sẽ là những màu thuộc mệnh thổ, theo quan hệ thổ sinh kim của ngũ hành, hoặc chính là màu thuộc mệnh kim, tức màu bản mệnh của tuổi này. Ngoài ra, màu sắc thuộc mệnh thủy dù cũng thuộc quan hệ tương sinh, kim sinh thủy, nhưng là sinh xuất, tức khiến kim suy yếu nên sẽ là màu kém may mắn. Còn theo quy luật tương khắc, mệnh kim tương khắc với mệnh mộc, kim khắc mộc và mệnh hỏa kim khắc hỏa, nên tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 nên tránh màu thuộc mệnh mộc và mệnh hỏa. Như vậy, màu sắc hợp với mệnh của người sinh năm 1970 được tính cụ thể như sau. Màu tương sinh thổ, màu vàng, nâu đất, màu bản mệnh,
kim, màu trắng, bạc, xám. Màu kém may mắn, thủy, màu đen, xanh biển. Màu tương khắc, hỏa, mộc, màu đỏ, hồng, tím, cam, xanh lá. Ngoài ra, nếu bạn muốn lựa chọn màu xe, trang phục, trang trí nhà cửa hay mua vòng tay phong thủy, cũng có thể chọn những màu tốt lành, tương sinh tương hợp nêu trên để mang lại may mắn cho chính mình. 3. Thỉnh Phật bản mệnh cho tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970. Mỗi con giáp đều có một vị Phật hoặc Bồ Tát bảo vệ che chở và phù hộ cho mình, tùy vào ngày sinh hoặc ngày kết hôn, gọi là Phật độ mệnh, Phật bản mệnh hoặc vật hộ mệnh. Thông qua 12 nhân duyên, thiên can, địa chi và 5 yếu tố cơ bản là đất, nước, gió, lửa, không khí, Phật giáo Mật Tông đưa ra thuyết 8 vị bản tôn chủ quản 12 con giáp. Trong 12 con giáp này, Phật bản mệnh tuổi Canh Tuất là Phật A-di-đà. Phật A-di-đà là một trong các vị thần có tuổi thọ vô lượng, thọ không thể lượng được tuổi thọ. Ngài là vị giáo chủ của cõi cực lạc phương Tây. Phật A-di-đà đường biết đến với 48 lời nguyện lớn trước khi trở thành Phật. Một trong những lời nguyện đó là sẵn sàng tiếp dẫn chúng sinh khi chúng sinh niệm danh hiệu của Ngài. Ngài phù hộ chúng sinh giải trừ mọi phiền não, nhọc nhằn, vất vả, có khả năng sáng tạo, đem lại lợi ích cho cả gia đình và xã hội, góp công xây dựng sự nghiệp nhà Phật, từ bi hỷ xả cho muôn loài. Nhận được sự bảo hộ của Phật A-di-đà, nếu người tuổi Canh Tuất mang theo người, những vật tượng trưng của Ngài hoặc dốc lòng thờ cúng sẽ được Đức Phật che chở, bảo vệ, Ngài sẽ dẫn đường chỉ lối vượt qua gian nan, thử thách, hóa giải kiếp nạn, nhận được nhiều may mắn, cả đời an lành, cát tường. Đức Phật A-di-đà là Đức Phật làm giáo chủ ở cõi Tây Phương cực lạc, Ngài có các tên gọi khác là Vô Lượng Quang, Vô Lượng Thọ, Ngài cùng với Quan Âm Bồ-Tát và Đại Thế Chí Bồ-Tát được gọi là ba vị thánh của phương Tây. Quý vị thân mến, trong cuộc sống này, không có ai là hoàn hảo cả, chỉ cần là người thì sẽ có nhược điểm, điều này rất bình thường. Nhưng khi đối mặt với điểm yếu của bản thân, không thể mãi chịu khuất phục, phải nghĩ biện pháp chiến thắng nó, như vậy chúng ta mới có thể trở nên mạnh mẽ và ưu tú hơn. Dưới đây là 4 nhược điểm mà chắc ai cũng đã từng phải đối mặt. Nếu vượt qua được nó, thì bạn sẽ ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn, thành công hơn. 1. Tức giận. Tức giận là dùng sai lầm của người khác mà trừng phạt chính mình, thật là khờ dại. Sai lầm của người khác hãy để họ tự gánh chịu lấy. Chúng ta không cần phải tức giận, thật sự là không đáng. Nếu như có người trêu chọc chúng ta, càng không cần phải tức giận, bởi vì khi tức giận nhất định sẽ làm tổn thương chính mình, không có chỗ nào tốt cả. Chi bằng hãy bình tĩnh một chút, ung dung đối mặt, như vậy chúng ta mới có thể càng ngày càng trở nên lý trí, càng ngày càng rộng lượng. 2. Phiền não. Con người sở dĩ phiền não, đa phần là do tự mình tạo ra, chỉ cần đừng làm khó chính mình, thì phiền não cũng đã không nhiều như vậy, làm người thì ai cũng sẽ mắc phải sai lầm. Nhưng phải học được cách xem nhẹ, cũng phải biết buông bỏ, không nên cứ mãi giày vò bản thân. Phiền não đời người có rất nhiều, nhưng chỉ cần đừng tự đi tìm phiền não, thì cuộc sống đã tốt đẹp lên rất nhiều rồi. Ngay khi phiền não, hãy suy nghĩ nhiều đến những việc vui vẻ, an ủi chính mình, phiền não rồi cũng sẽ tự rời xa. 3. Lo lắng. Con người lo lắng chủ yếu là về tương lai của mình, rồi đánh mất đi sự tự tin. Chuyện trong tương lai thật khó mà biết rõ được, nhưng chỉ cần nắm chắc hiện tại, tin rằng ngày mai cũng sẽ không đến nỗi nào. Nếu như cảm thấy lo lắng, vậy nhất định phải biết cách cổ vũ chính mình, tìm lại sự tự tin, tăng thêm dũng khí mà đối mặt với tương lai. 4. Hối hận. Nhân sinh sẽ luôn có nhiều điều khiến chúng ta phải hối hận, dù là ai cũng không thể nào tránh khỏi, nhưng điều chúng ta phải làm chính là thấu hiểu nó, rồi từ từ bước qua. Việc gì đã cố hết sức rồi thì thôi, hãy cứ để thuận theo tự nhiên, chúng ta không cần phải lấy những chuyện cũ, không đâu mà tự dằn vặt chính mình. Con người sống thì nên tiến về phía trước, con đường là để bước đi, chứ không phải để nằm nghỉ. Bất kể là đi sai đường hay bất lực thì cũng đều không nên hối hận, làm người nhất định phải vượt qua được 5 nhược điểm này, tin rằng rồi bạn cũng phải bội phục chính mình. Vâng, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và lắng nghe đến hết luận giải của Minh Đường Tử Vi. Trên đây là tử vi chọn đời cho người tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970, từ sau 54 tuổi, nếu như nắm bắt được điều này, tránh họa đắc phúc, giàu sang chọn đời. Mong rằng những dự báo trên giúp quý vị thật nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống. Minh Đường Tử Vi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.